Tại khu vực trước hầm chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng, ô tô gắn camera hành trình đang di chuyển trên làn đường sát giải phân cách, thì một cô gái bất thình lình vượt giải phân cách, lao ra từ trong bụi cây để sang đường. May mắn ô tô đã tránh được một vụ va chạm với cô gái này. Thực tế đã có nhiều tình huống người đi bộ thản nhiên sang đường thiếu ý thức dẫn đến va chạm với các xe đang lưu thông. Luật giao thông đường bộ nghiêm cấm người đi bộ vượt giải phân cách để sang đường. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 60 đến 100 nghìn đồng. Nếu đi bộ vào cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 200 nghìn đồng. Mức phạt còn nhẹ nên nhiều người vẫn thiếu ý thức. Tuy nhiên, hậu quả từ hành vi này là khó lường nên mỗi người tham gia giao thông cần nghiêm túc lưu ý.